Bất động sản Thanh Nhã Land xin kính chào quý vị anh chị khách hàng và các nhà đầu tư. Hiện tại thì Nhã đang có mặt tại đường chính Ngô Thị Sĩ thuộc phường 4 của thành phố Đà Lạt. Từ vị trí này thì chúng ta sẽ cách trung tâm chợ đêm của thành phố Đà Lạt rơi vào tầm khoảng là 2,5 km. Và sản phẩm ngày hôm nay Nhã muốn giới thiệu cho quý vị anh chị sẽ là một căn nhà trên cái khoảng diện tích tương đối là lớn, 364m2. Tuy nhiên thì lối đi vào thì nó chỉ rộng tầm khoảng là 3m thôi. Cái lối đi vào này thì nó sẽ nằm trong cái khuôn viên đất nhà của chúng ta luôn, không phải là rộng rãi. Tuy nhiên thì xe ô tô 7 chỗ vẫn có thể vào một cách rất là thoải mái. Nó sẽ dẫn chúng ta vào một căn nhà. Căn nhà ngày hôm nay thì sẽ khá là phù hợp cho chúng ta có thể là lựa chọn đây là một nơi để nghỉ dưỡng, hoặc là quý vị anh chị nào đang có nhu cầu tìm những cái vị trí nó nằm gần cái khu vực đồi Ông Sư, gần khu vực của nhà thờ Minh Giáo, hay là những cái khu vực quanh phường 4, thì quý vị có thể là tìm hiểu cũng như là quan tâm về cái căn nhà này. Bên tay trái thì chúng ta sẽ có thêm một cái căn nhà cấp 4 và phía sau là khoảng sân vườn. Thì tổng thể cái khuôn viên này thì sẽ nằm trong một cái sổ tổng luôn là 364m2. Ở phía sau này thì chúng ta có thể là dỡ bỏ cái phần nhà cấp 4 này luôn để làm một cái vườn trồng rau, trồng hoa rộng rãi. Còn không gian chính thì chúng ta sẽ có một căn nhà 2 tầng. Tổng thể thì nó sẽ không phải là quá mới hay là quá hiện đại đâu. Tuy nhiên thì nó vẫn rất là kiên cố và chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng lâu dài cái căn nhà này một cách hoàn toàn yên tâm. Bên trong thì không gian phòng khách sẽ kết nối trực tiếp với lại là nhà bếp và bàn ăn, sẽ cho chúng ta một cái khoảng không gian mở và rất là rộng rãi. Ở bên hông thì chúng ta sẽ có thêm một cái lối để đi ra cái khoảng đường luôn, cho nên là căn nhà nó sẽ rất khá là thoáng. Và sau cùng thì sẽ là một phòng ngủ và cùng với đó sẽ là một nhà vệ sinh để sử dụng chung cho cái không gian của tầng trệt này. Ở không gian tầng lầu thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 phòng ngủ, một phòng thờ và một nhà vệ sinh để sử dụng chung. Cả 3 phòng thì đều sẽ có những cái khoảng diện tích tương đối là rộng rãi, có cửa sổ thoáng. Tuy nhiên thì các cái chi tiết về nội thất thì khá là đơn giản và các cái căn phòng thì chúng ta có thể thấy ở đây setup cũng không quá là đặc biệt. Và có thêm một điều khá là đáng tiếc, đó chính là nhà vệ sinh trong cái căn nhà này khiêm tốn. Nó chỉ có 2 phòng vệ sinh cho 2 tầng, cho nên là các cái căn phòng ngủ đâu đó sẽ rất là bất tiện khi chúng ta phải sử dụng chung các cái nhà vệ sinh. Nhưng đổi lại thì không gian của căn nhà tổng thể nó sẽ rất là thông thoáng với một cái vị trí cao và căn nhà thì có cái khoảng diện tích rộng. Như chúng ta có thể thấy ở đây, từ khoảng ban công chúng ta có thể hoàn toàn phóng một cái tầm view nhìn bao quát một góc của thành phố Đà Lạt cũng rất là đẹp. Và đâu đó nếu như mà xây lên các cái tầng cao nữa thì cái không gian và cái tầm view nó còn đẹp hơn. Sẽ rất là thích hợp cho quý vị anh chị có thể lựa chọn đây là một căn nhà có thể là nghỉ dưỡng hoặc xây căn hộ, xây nhà trọ dịch vụ để kinh doanh thì khá là tốt trong cái khu vực cũng rất là đông dân cư và nằm ngay trung tâm của thành phố Đà Lạt. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng về căn nhà ngày hôm nay mà kênh Bất Động Sản Thanh Nhã Land muốn gửi tới cho quý vị anh chị khách hàng cũng như là các nhà đầu tư. Một căn nhà tọa lạc trên cung đường Ngô Thị Sĩ thuộc phường 4 của thành phố Đà Lạt với diện tích sẽ là 364m2. Trên đất thì chúng ta sẽ có một căn nhà một trệt và một lầu, bao gồm là 4 phòng ngủ, một phòng thờ và 2 nhà vệ sinh. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một cái khoảng sân vườn khá là rộng rãi. Hướng chính của căn nhà sẽ là hướng Tây Nam và mức giá hiện tại từ gia chủ đưa ra là 17 tỷ đồng. Vẫn còn thương lượng cho quý vị anh chị thiện chí quan tâm. Mọi thông tin chi tiết thì Nhã có để dưới phần mô tả của video này, hoặc quý vị anh chị có thể liên hệ qua số điện thoại Nhã đang để trên màn hình. Một lần nữa thì Nhã xin cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh Bất Động Sản Thanh Nhã Land. Hẹn gặp lại vào các video sau. Nhã xin chào.